Khi tôi lên đây là tôi cao lắm, không phải tôi vui, tôi không bao giờ tôi vui. Tôi bước chân đến đây là tôi khổ lắm. Tôi mong cộng đồng mẹ người thông cảm chị hiểu cho tôi. Không đấy, không phải đến đây để bôi nhọ chồng tôi đâu. Mà tôi không có biết chồng tôi đi đâu, làm gì với ai. Nên tôi đến đây tôi nhờ cộng đồng mạng tìm chồng tôi về. Ngày con tôi học thì nó đã đến rồi, tiền bạc thì chưa lo nổi. Tôi điện thì không mất lời không. Tôi tên là Ngô Thị Trang. Ngô Thị Trang à? Chị Trang nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1977. 77 hả? Tuổi tỵ hả? Tuổi con rắn hả? Dạ. 77. Ồ, vậy là mình 77 và năm nay nhìn con cũng tương đối còn trẻ nhỉ? Đúng không? 48, 49 mà nhìn trẻ, trông chỉ 40 thôi. Ồ, đây là hôm nay chị đi về đây cùng với ai đây? Hai con. Con gái chị luôn hả? Hai đứa con gái. Ồ, hai bé này nhiêu tuổi rồi chị? Bé này là Phạm Thanh Ngọc, 10 tuổi. Phạm Gia Hân, 4 tuổi. 4 tuổi và 10 tuổi hả? Chị được mấy người con? 3 đứa. À, bé đứa đâu rồi? Bé lớn đi làm ạ. Rồi hôm nay chị cho em biết này, chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Tìm chồng. Tìm tên chồng là Phạm Trúc Bình. Phạm Trúc Bình hả? Chồng chị nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1980, 45 tuổi. 80. Chị 77. Sao mình lấy chồng trẻ dữ vậy hả? Trước đây mình có cưới không? Có. Làm đám cưới lớn không chị? Lớn. Chị quê ở đâu? Quê ở Hậu Giang. Thế còn chồng chị là quê ở đâu? Ở Bến Tre. Bến Tre hả? Ủa sao hai tỉnh xa nhau mà mình lại gặp nhau được? Hay ấy? Đi lên Sài Gòn làm đó rồi gặp. Lên thành phố hả? Hai người lên làm việc là cái duyên số là mình gặp nhau hả? Dạ đúng. Mình tìm hiểu nhau, yêu nhau lâu không? Trong vòng có 3 tháng thôi. Tình yêu nhanh vậy hả? 3 tháng là ai là người ngỏ ý là yêu thương? Thì ông xã mình là Phạm Trúc Bình nói với gia đình mình lên là hỏi cưới luôn. Một cái một cưới luôn? Dạ đúng. Úi giời. Lúc đấy là tình yêu như vậy là theo chị là chín chưa? Thì nói chung mình cũng lớn rồi. Thì lúc bây giờ chị bao nhiêu tuổi? Thì năm nay đó là 24 năm đó, tôi không biết. Ở trong năm 24 năm vậy đó. 24 năm hả? Dạ đúng. Vậy là hơn 20 tuổi chị mới quen. Đúng rồi. Trước đây mình có chồng chưa? Chưa. Bây giờ đâu có chồng đâu. Vậy hả? Thế còn ông xã chị trước có vợ chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Thế là gia đình đồng ý luôn hả? Mình đang đám cưới tại đâu? Đám cưới là bên nhà mình, rồi bên ảnh ảnh qua rước dâu. Vậy hoành tráng đấy. Dạ đúng rồi. Đi xe hơi hả? Rước dâu xe hơi, xe du lịch luôn hả? Dạ đúng. Vậy là ngon nè. Chị hiện nay đang làm công việc gì? Ở nhà làm mua bán. Buôn bán hả? Dạ. Trái cây rồi bán hột gà nướng rồi bán đồ chị, giặt. Chị bán quán cà phê luôn. Nóng nghề vậy. Thế còn ông xã chị là trước làm nghề gì? Lãnh nhà sơn nước. Lãnh công trình để sơn nước hả? Dạ đúng. Ông xã chị có nhiều việc không? Có nhiều việc lắm. Lâu lâu ông xã chị có đưa tiền cho chị không? Thỉnh thoảng thì cũng đưa để trang trải trong cuộc sống. Đưa nhiều không chị? Ít lắm. Có khi nào ông đưa cho chị vài 3, 4, 5, 7, 100 triệu không? Không. Đưa nhiều nhất là nhiêu? Đưa vài triệu thôi. Thế còn tiền anh để làm gì? Thì anh để trong mình đấy mà thợ thầy có ứng thì có mà đưa. Rồi mua là vật tư đồ có mà mua. Chị có biết là hiện nay là ông xã chị dành dụng được nhiều tiền không? Chị biết không? Theo mình biết thì hồi năm 2023 là công việc ổng là ít lắm. Không có làm nhiều. Nhưng thời gian đó với tới bây giờ thì theo tôi nghĩ thì chắc là ít tiền. Ít tiền hả? Đúng rồi, tại không có làm thì đâu có tiền. Chị thấy ông xã chị có thương chị không? Lúc ban đầu thì ổng thương, nhưng mà thời gian từ một năm rồi là ổng không có thương. Sao vậy? Tôi không biết. Trước đây yêu thương lắm đó hả? Ông xã chị là thường thường đi xa không hay đi gần? Lúc trước đi đâu là nói, nhưng từ ngày năm ngoái tới giờ đi là không có nói. Trước đây đi là sắp xe đi, đúng đi đi đâu, điện thoại thì không bắt máy. Không bắt máy luôn hả? Trước đi đâu là vợ ơi anh đi công việc đúng không? Đúng. Khi nào anh về đúng không? Bây giờ là đi là đi luôn mà về là cũng không lên tiếng.
Vậy chị có nghĩ là ông xã chị quen người khác không? Có. Có luôn hả? Ông xã chị quen người khác ở đâu chị biết không? Chị còn thương ông xã không? Thương nhiều không? Mình có nói thật thì thương nhiều không? Còn thương. Còn thương. Mình thương ông xã nhiều nhất cái gì? Thương về cái điểm gì? Khi mình lấy nhau thì rất là nghèo. Khi lên đây làm á, sống với vợ chồng 24 năm rồi có ba mặt con. Từ năm 2023 là năm Ất Mão lắm, hoàn toàn thay đổi. Mình làm vợ thì mình có đôi lúc mình cũng phải suy xét lại mình sai sót chỗ nào mà để cho chồng mình như thế. Có nhiều lần thì mình cũng nhỏ to tâm sự, nhưng những lời mình nói chồng mình không có lọt lỗ tai. Thì mình cảm thấy mình rất là hụt hẫng trong cuộc sống hôn nhân. Nhưng mình vì con như thế thì mình cắn răng mình chịu đựng hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì đến bước đường này tôi quá khổ. Một mình tôi sống đất Bình Dương, nào tiền trọ, nào tiền sữa, nào tiền học hành ăn uống, nào tiền nợ nần, ông đi cũng bỏ lại hết. Không phụ. Tôi là phụ nữ, tôi làm đồng tiền đâu có nhiều. Tôi lo nhiều quá thì tôi lo đâu có nổi. Tôi có điện thương lượng, nếu không thương thì về ly dị, không chịu. Ông ấy là phải phụ lo hai đứa nhỏ, nợ nần ông mượn là phải trả. Ông cũng không đồng ý. Giờ hôm nay tôi đến đây là tôi nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cho tôi và cộng đồng mạng. Chồng tôi không thương tôi nữa, tôi cũng đồng ý về. Nợ nần ảnh lo ảnh trả, con phụ trợ cấp. Đó là lời yêu cầu của vợ đối với chồng. Hiện nay là ông xã chị vay mượn nhiều không? 250 triệu bên nội và bên ngoài. Tiền đó là chị trực tiếp vay hay là ông xã chị vay? Tiền bên ngoài là ông xã tôi đứng ra mượn, còn tiền bên nội là ông nội đưa cái sổ trong xã đi cầm. Bây giờ hàng tháng 50 triệu đó hàng tháng tôi phải đóng lại 1 triệu rưỡi. Vậy là ông xã chị hiện nay đi đâu rồi? Không biết ông đi đâu nữa. Đi lâu chưa? Đi một lần đi á là một tháng mấy, về được 2-3 ngày rồi đi tiếp tục. Rồi bữa hổng về là không có về nhà, là đi tiếp tục tới ngày hôm nay luôn. Khi về thì đi một tháng mấy, về 2-3 ngày, trong 2-3 ngày đây hai vợ chồng nó có ông không nói chuyện gì tới tôi, ít nói, không quan tâm, cứ chiều xách xe đi là đi hoài, đi tới khuya rồi về là ngủ. Hoàn toàn là không nói chuyện gì hết. Sao chị không gọi là hôm nay anh ở đây nói chuyện với em? Không phải không có gì để nói. Không có gì để nói chuyện luôn. Nhưng mà bây giờ ông xã chị suy nghĩ lại, chị còn thương không? Nếu như chồng tôi còn biết thương con, tôi vì con tôi chấp nhận hết. Phải làm lại để lo cuộc sống, lo cho con. Tại vì con của tôi nó quá nhỏ, số nợ thì quá lớn. Đối với tôi một thân phận đàn bà thì tôi không thể nào tôi trả nổi. Thì tôi yêu cầu chồng tôi về để lo cho con, nếu còn thương con. Còn đối với mình làm vợ thì ảnh thương không thương đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tại vì thời gian ông đã bỏ tôi lâu quá rồi. Tình yêu nó như tình cảm nhạt phai đúng không? Đúng rồi, phụ nữ mà. Tôi đau lắm chứ. Khi tôi lên đây là tôi đau lắm. Không phải tôi vui, tôi không bao giờ tôi vui. Tôi bước chân đến đây là tôi khổ lắm. Tôi mong cộng đồng mẹ người thông cảm chị hiểu cho tôi. Không phải đến đây để bôi nhọ chồng tôi đâu. Mà tôi không có biết chồng tôi đi đâu, làm gì với ai. Nên tôi đến đây tôi nhờ cộng đồng mẹ tìm chồng tôi về. Ngày con đi học thì nó đã đến rồi. Tiền bạc thì chưa lo nổi. Tôi điện thì ông mất lời không à. Bây giờ chẳng cuộc gọi, không có thể nào gọi được. Chỉ mấy ngày nữa thôi là con chị vào học rồi. Một mình chị vừa bán hàng, vừa chở con, vừa giúp con, vừa cho con ăn. Tôi phải đi á, thời gian tôi bán xong là tôi phải đi rửa chén tới 10 giờ mấy đi. Thời gian rảnh tôi phải đi bán 30 tờ giấy số. Hầu như tôi làm tôi không có thời gian nào nghỉ hết. Cái gì con tôi hy sinh tất cả.
Nhưng mà tiếc là chồng tôi không có hiểu được. Chị có làm gì cho chồng chị buồn mà chồng chị phật ý không? Bây giờ tôi cũng không biết nói gì nữa. Mình có làm gì sai không? Đối với tôi là tôi không có gì sai với ổng hết. Nói là tôi không biết lo cho ổng thôi. Mà lo cái gì nữa? Về cơm nước lo đầy đủ hết. Con cái ở nhà bổn phận làm mẹ tôi làm tròn, làm vợ tôi cũng trách nhiệm làm tròn. Tối đến là ông xã gì về là mình có cầu nhau hay cầm nhằn gì không? Mình có ngủ chung, ngủ riêng gì không? Tôi với ông không có ngủ chung, ông ngủ riêng không à? Ông có chịu ngủ chung. Lâu chưa? Đâu rồi, từ có con đầu lòng lắm. Ôi trời ơi, thế là có lâu lâu ông ấy bảo ông làm tí, xong rồi ông lại ra. Trời, vậy buồn không? Buồn chứ. Sao mình không giữ ông lại, tối thì phải giữ ông lại trong phòng á. Tối anh không ở đây, anh ngủ với em mà anh đi đâu ấy? Trời, từ ngày đầu tiên luôn hả? Mà lúc sinh bé sinh con ra là ngủ riêng luôn. Và từ đó đến giờ phút này cũng ngủ riêng luôn. Thế là thường thường trung bình một tháng khoảng bao nhiêu ngày để anh vô anh ngủ chung với chị? Trong lúc ban đầu, từ ngày mà có bé lớn chào đời thì tình cảm nó cũng còn nồng. Tiếp tục bé thứ hai chào đời thì gia đình cũng còn hạnh phúc. Thì mình lấy cái hạnh phúc đó mình cũng tuy dù cuộc sống nghèo nhưng mà hạnh phúc chỉ là quý. Rồi lần lượt bé này ra đời thì cái bé này năm nay là vừa tròn 4 tuổi. Thì vừa hồi năm ngoái nói chung từ ngày năm 2023 là gia đình tôi đã tan nát. Là chồng tôi không còn quan tâm gì tới tôi và con nữa. Không muốn đi đâu tự xách xe đi, không nói vợ một tiếng nào. 5-6 ngày mình là vợ mình cũng sót với điện không bắt máy, con điện cũng không bắt máy. Nhưng mà chị nói chuyện với chồng nó có ngọt ngào không? Anh em ngọt ngào hay là ông tôi hay là mày tao? Nói mình xưng sao? Bình thường mà anh Bình à, gọi là anh Bình, gọi xưng tên là anh Bình đúng không? Anh Bình. Mình có khi nào mình chỉ tay chỉ chân vào mặt chồng không? Không, điều đó đối với mình là chưa dám. Chưa dám đúng không? Vậy em thấy chị là một người phúc hậu tốt mà sao chồng chị lại bỏ đi vậy? Bây giờ là chồng chị đi này là với người phụ nữ khác là lớn tuổi hay nhỏ tuổi anh chị? Theo mình biết con nhỏ đó là sinh năm 1977 tuổi tỷ á. Ồ, vậy cũng lớn tuổi mà đâu có nhỏ đâu. Hay là người ta có tài? Không biết chứ, mình không biết. Vậy là hôm nay chị mong muốn là tìm chồng về cho chị để mình ly hôn hay là để về sống chung? Bây giờ điều tôi đến đây, tôi mong rằng chồng tôi hiểu được và thông cảm. Nếu thương con, còn thương hai đứa nhỏ thì quay về. Quay về lo làm ăn, tôi chấp nhận, tôi bỏ qua hết. Còn nếu như ảnh cảm thấy đau xấu với tôi, không có hạnh phúc, tôi đồng ý ly dị. Nhưng mà tính chị có hay cảm giảm không? Tối anh về hay cảm giảm không? Hầu như mình với ảnh ít bao giờ được nói chuyện lắm. Tại vì mình mua bán. Ổng đi về, ổng lũi vô, ổng tắm rửa ăn cơm xong là chồng tôi đi chơi. Đi 9, 10 giờ đi, 10 giờ về. Về thì lúc đó tôi mệt và tôi đã ngủ. Không khi nào anh nói chuyện với chị ạ? Ít lắm. Nhưng mà chị có mong muốn là thường xuyên nói chuyện với anh không? Rất mong, tại vì mình là vợ mà. Nhiều khi đôi lúc mình mệt, mình muốn chồng mình ăn ngủ một tiếng nhưng không có gì có. Nhưng mà nếu mà bây giờ hai người mà chia tay nhau ấy, thì chị hiện nay là phải nuôi hai đứa nữa. Hai bé này chắc chắn là vừa làm cha vừa làm mẹ. Rất khổ tâm ấy. Chị làm được không? Chứ bây giờ nếu như chồng tôi về mà không còn thương tôi nữa đó là chấp nhận thôi chứ giờ biết sao giờ. Nếu hết còn tình thương thì đâu có ép buộc được. Mà tôi nghĩ chắc có lẽ chồng tôi không còn thương tôi nữa. Nếu người chồng, người cha thương con, thương vợ không bao giờ làm chuyện như thế. Nói chung là thường thường anh vẫn đi về về đúng không? Đi về nhưng mà khi đi là nói ừ, hôm nay đi đâu, làm cái gì. Còn từ hồi năm ngoái tới năm nay là coi như là muốn là xách xe đi. Về thái độ cọc cằn lắm. Cái điện thoại của chồng tôi là tuyệt đối tôi không bao giờ tôi đụng đến. Mật khẩu là không bao giờ cho biết. Người đàn ông như vậy là mình là vợ mình đủ hiểu rồi. Nhưng mà mình đến đây để xin, để nhờ
anh Nguyễn Hiệp Sĩ Hải và cộng đồng mạng giúp tôi, nên cái chuyện riêng tư thì tôi cũng không nên nói nhiều. Nói nhiều thì đâm ra mình là người vợ cũng không được tốt. Bây giờ tốt xấu thì để cộng đồng mạng nhận xét giùm. Nhưng mà tôi mong rằng chồng tôi nhìn thấy được cái cảnh này thì mong rằng chồng tôi phải quay về. Thứ nhất là con của ảnh là ảnh phải có trách nhiệm phụ nuôi, nợ nần là ảnh phải có trách nhiệm để lo trả. Còn vấn đề ảnh thương vợ hay không đó là đối với tôi không còn quan trọng nữa. Đúng ngày hôm nay tôi không phải khóc một giọt nước mắt nào hết, tại vì nước mắt của tôi khóc đối với chồng tôi quá nhiều rồi, đã kẹt rồi. Đúng ngày hôm nay là không được một giọt nước mắt nào rơi hết. Quá thương hả? Thân phận đàn bà. Chị nói thật là chị có đã khi nào mình nói chuyện với chồng mà mình người khác đánh giá là mình hỗn chưa? Có khi nào không? Mình ở sớm nghiền đó, ai cũng nhận xét của mình. Nói chung là mình không có làm phiền gì. Nhưng đối với chồng của mình, anh nói tôi là một con người cốn nạn mất dạy. Tôi không biết tôi lỗi gì luôn. Khi ông nói chuyện với tôi, con tôi đều biết hết. Nhỏ ghé lớn rồi nó quá khổ vì cha nó. Bây giờ chị hãy nói rõ lên, nếu anh còn thương em thì anh quay trở về cùng với các con, còn nếu anh không thương em thì anh cũng lên tiếng để mình biết rõ cái tình cảm, tâm tư, nguyện vọng, để có thể là có cách để nuôi dạy các con. Anh Bình ơi, anh phải nghe những lời em nói. Nếu như anh còn thương con anh thì anh hãy quay về lo cho con, nó có đủ cha đủ mẹ. Còn nếu như anh không còn thương và vợ và vợ con nữa thì anh cũng phải về để mình giải quyết ly hôn. Đó là điều em mong muốn. Khi mình đến nhau vui vẻ tốt đẹp thì mình ra đi cũng vui vẻ tốt đẹp. Bởi vì mình đã có ba đứa con, nhất là con gái. Thì anh làm cha, anh phải làm sao cho đúng đạo làm cha, để sau này con mình nó còn phải nhìn cha nó để noi gương. Trên bước đường đời con trẻ nó còn nhiều lối sống và cái nhiều đường đi nước bước lắm, người ta phải nhìn vô để người ta còn nhận xét tại nó là con gái. Còn nếu như anh sống với em anh cảm thấy không hạnh phúc, thứ nhất em nghèo không đưa cho anh được cái gì hết, thứ hai sống với em không đầy đủ hạnh phúc, anh có thể chấp nhận mình gặp em đồng ý. Thường quá ha, rất khổ. Cảm ơn chị. Rồi bé gái cho chú hỏi con tên gì? Dạ con tên Phạm Thái Ngọc. Phạm Thái Ngọc hả? Dạ. Ngọc học lớp mấy rồi? Con sang năm sẽ lên lớp 5. Năm nay là lớp 5. Năm nay là học lớp 5 hả? Con học có giỏi không? Dạ giỏi. Giỏi hả? Chị có học nha con. Dạ. Ba có hay la dạy mẹ không? Dạ có. Có hả? Con có mong mà ba quay trở về với con không? Ba không bỏ không? Dạ có. Con có thương ba không? Có luôn hả? Ba với mẹ con thương ai nhất? Con thương cả hai luôn. Thương cả hai luôn hả? Giỏi vậy. Con có mong ba mẹ là sống với nhau hạnh phúc không? Dạ có. Con nói chuyện lớn tiếng lên, ba với ba, có ba còn thương mẹ, thương chị em con thì ba về với con, ba đừng bỏ con. Nói lớn tiếng lên. Ba ơi ba, nếu ba còn thương ba mẹ con thì ba hãy quay về sống chung đi. Ba đừng bỏ con thương ba nhiều lắm, con nhớ ba. Ba đừng bỏ con nữa, con rất thương ba. Cảm ơn con nhé. Rồi bé gái này, áo hồng áo đỏ này. Cho chú hỏi con tên gì? Con tên Trà Ngọt. Phạm Gia Hân. Phạm Vân hả? Phạm Gia Hân. Gia Hân hả? Hân mấy tuổi đấy con? Con 4 tuổi. Con có nhớ ba không? Có. Nhớ mẹ không? Ba đi đâu rồi? Hả? Con không biết. Không biết luôn hả? Con có mong ba về với con không? Con có sợ ba bỏ con luôn không? Sợ hả? Con nói lớn tiếng này, ba về với con đi, ba đừng bỏ con. Nói lớn tiếng này. Cha đừng có bỏ con nữa. Con yêu cha. Nói đi. Con yêu cha. Yêu thật không?
Vô thật phải khóc lên chú nghe nào. Thật khóc mà chú mới tin. Không khóc được hả? Kỳ vậy. Đẳng cấp nè, hay đấy. Rồi chú cảm ơn con nhé. Rồi hôm nay ba mẹ con chị về đây nhờ anh em xin chương trình đăng tin để đặc biệt là tìm chồng. Rất mong muốn là cái cuộc hôn nhân này được trọn vẹn. Hy vọng là ông xã chị xem được video này sớm suy nghĩ lại để quay trở về cùng vợ cùng con. Chị nhé. Dạ. Chị hôm nay có về đây con đồng ý cho các em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình và chia sẻ tất cả những thông tin của gia đình mình lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng không? Dạ đồng ý. Đồng ý hả? Chị nhắc lại cho em là họ tên chồng chị là họ tên đầy đủ là gì? Sinh năm mấy? Quê quán ở đâu? Họ tên chồng là Phạm Trúc Bình, sinh năm 1980, quê quán ở Bến Tre. Mọi nhà đi lần gần nhất này khoảng bao nhiêu ngày rồi? Một tháng mấy rồi. Tháng mấy không về luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của chị nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức anh trai đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em lại tìm cách để khuyên hai vợ chồng và tiếp tục có một cái cuộc sống hôn nhân thật tốt đẹp và thật hạnh phúc để hy vọng là nuôi dạy các con. Quý video cho phép công trần là thay mặt các anh hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.